đó đến với kênh YouTube Vlog Cát Miền Tây nha các bạn. Đây thì hôm nay mấy anh em đang cưa cây để dọn dẹp này, để chỗ này để làm ông anh làm cái bãi thôi, bãi cát đá. Rồi mình cũng bơm cát vô mấy ô này luôn, bơm cát vàng vô mấy ô này để bán lẻ nè. Chút nữa mình bơm đằng kia một xe. Đây có xe cuốc xô luôn. Mình cưa có chiếc xe cuốc đang đẩy vô luôn nè, mình khỏi cần kéo dây ha. Chiếc ghe bằng tay mình cũng đã tới nè, hôm nay đi đường trong đi ra nha, cũng đậu nằm ở sau đít chiếc xà lan. Xà lan này một cái lái nước chảy quá mạnh. Rồi vô cũng gì lại. Mũi nằm đây chưa tới đất chi sa la, còn cũng cách xa đâu rồi đó.
mấy anh em đang lắp dây vô nè để bơm. Đường ống này cũng gần ha, mấy ống dây là tới luôn, bơm ngay cái sân nhà nè. Rồi bây giờ lắp dây đã xong, giờ mấy anh em chỉ đi bơm đây. Bơm sang nhà kho, là nhà kho nè, nhà kho nó dần về lên xây dựng. Mấy hôm trước mình có bơm hết ghe đây rồi nè, nó gò cát nó khá là cao ha. Vớ vừa đông cái thêm một ống nữa nè. Bơm làm cái dốc, bơm như cái dốc thôi nè, cái này thì thấp nha, ngoài thì bằng nó được. Nước giờ này nó dâng lên nè, rồi không nước chảy cũng không kịp, nó tràn lên lấy đé lên nền đây. Cũng vừa chảy rồi, nó phát dâng lên nổi rồi, nhiều đó. Đây thoát ở đây là chảy xuống sông luôn nè. Cái giống này đứng quá nè, chắc quá đứng mình bơm không thể nào mà đầy được. Cát này cũng to lắm đó. Đầy quá thì nó chảy vô nhà đây, chảy vô hết mớ rồi, rồi mình dựt ra ngoài luôn, bơm đầy luôn là lúc cái nhà luôn. Giờ đang bơm ngoài. Hơn nửa ghe nè, cầu thứ hai mình được cũng đã bơm đầy rồi nè. Giờ mình dời qua ô thứ ba bơm, bơm lót chân đi nữa để cắt rồi, để cắt xây. Khá nhiều ha, còn nghiêng bên kia quá rồi.
chè chả gom nè, chạy ghê không. Khói nữa. Thì cũng sắp xong rồi đây. Giác rồi nè. Thì cái chiếc xe lăn đá này chở được 550 khối đá ha. Chở đá cũng không có quá tải được nhiều đâu. Cũng vừa thôi. 550 khối đá nhiều đó. Thì cái chiếc xe cuốc này nè đang chờ mình bơm xong để đi qua đây để đóng cừ nè, mấy cái cừ đang để đây, gác chờ chút xíu nữa là bò qua. Thì bạn này chuẩn bị quay đầu ghe à, nước quá chảy. Đạp lấy ra, đạp lấy ra. Ủa với bà luôn. Và mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn.